Kaiji Shizue sẽ được ra mắt vào ngày 22 tháng 11 sắp tới đây. Hiện tại, mẫu xe này có giá mở bán trước từ 178 triệu đồng. Đây là lựa chọn khá hấp dẫn trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ. Gần đây, giới truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về việc chiếc xe ô tô điện cỡ nhỏ Kaiji Shizue sẽ chính thức ra mắt vào ngày 22 tháng 11. Trước đó, chiếc xe này đã được công bố mức giá bán trước là từ 54.900 nhân dân tệ đến 69.900 nhân dân tệ, tương đương 178 triệu đồng đến 227 triệu đồng. Có thể thấy, mức giá thấp nhất của mẫu xe Kaiji Shizue tương đương giá lăn bánh xe máy Honda SH350i tại Việt Nam. Chiếc xe mới được định vị là một chiếc xe mini chạy điện thuần túy và được xây dựng trên nền tảng thuần điện EA, chiều dài xe dưới 3,4 mét. Về ngoại hình, Kaiji Shizue sử dụng màu phổ biến, được gọi chính thức là màu sữa, đèn pha LED hình tam giác trông rất sắc nét và được kết nối bằng logo. Nó sử dụng thiết kế mái treo, tay nắm cửa ẩn và đường vòng eo chạy dọc toàn bộ thân xe. Cánh gió sau thiết kế khí động học, đèn hậu xuyên thấu tạo nên tổng thể hình dáng rất tinh tế. Về kích thước mẫu xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 3.370, 1.700, 1.610mm và chiều dài cơ sở là 2.170mm. Đối với nội thất, màu sắc nội thất phù hợp với ngoại thất và các chi tiết bên trong, cũng có hình dáng đẹp và đáng yêu. Nó bao gồm bảng điều khiển LCD treo và màn hình điều khiển trung tâm 10,25 inch, một giải, trang trí chạy dọc toàn bộ bảng điều khiển trung tâm và ghế ngồi có hai tông màu. Về cấu hình, xe mới bao gồm túi khí chính và hành khách, hỗ trợ đổ dốc, chụp ảnh toàn cảnh, car life, ghế da, ghi âm lái xe, điều khiển từ xa. Dung tích cốp xe là 130 lít, có thể chứa được vali 20 inch. Về sức mạnh, chiếc xe mới sử dụng bố trí một động cơ phía trước, với công suất động cơ tối đa là 40 kW, được trang bị pin lithium iron phosphate CATL. Phạm vi hành trình CLTC dự kiến sẽ có các tùy chọn 201 km và 301 km.